Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản máy thuần xăng, phiên bản được rất nhiều người để ý quan tâm lựa chọn khi mà nghĩ về cái dòng xe Toyota Yaris Cross. Một cái chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi phân khúc cỡ B, hiện tại đang là nhập khẩu tại Indonesia. Một cái phiên bản mà nói về option, nói về trang bị, nói về những cái tính năng an toàn thì chúng ta có thể gọi nó là đầy đủ bậc nhất ở cỡ B luôn. Và ngoài ra cái tầm tiền tầm giá lăn bánh của nó cũng đảm bảo tính cạnh tranh rất tốt ở trong cái phân khúc này. Yaris Cross máy thuần xăng, máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, vận hành mượt mà và khá là tiết kiệm nhiên liệu. Giá niêm yết của nó thì hiện tại đang là 650 triệu đồng, đó là giá niêm yết. Dịp thời điểm giữa tháng 10 này, tại thời điểm này mình cập nhật đại lý đang giảm về tiền mặt 24 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra nữa tặng dán kính, tặng trải sàn, tặng camera hành trình cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ dành cho anh chị nào mà chúng ta có kế hoạch lấy. Giá xe còn lại là 626 triệu thôi. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 695 triệu. Ở Hà Nội là 728 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 715 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 695, ở Hà Nội là 728 và thành phố Hồ Chí Minh là 715 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Giá là 626 triệu thì cũng bằng Cresta phiên bản đặc biệt thôi. Nhưng mà nói về option trang bị an toàn thì Cross này có vẻ là vượt trội hơn khá là nhiều. Cross máy thuần xăng này nếu như có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh đâu đó sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 194 triệu. Ở Hà Nội là 227 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 214 anh chị nhá. Ở tỉnh là 194, ở Hà Nội là 227 và thành phố Hồ Chí Minh là 214 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là về mức giá. Giá này thì có bảo hiểm rồi, có dán kính, có trải sàn, có camera hành trình rồi vì chúng ta được tặng. Thế còn trước mắt quý các bạn đó là chiếc xe Cross máy thuần xăng màu trắng, một trong những cái màu rất là phổ thông. Nhân tiện video này mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn những option, những trang bị, những an toàn, tiện ích, tiện nghi của phiên bản này dành đến anh chị lần đầu tìm hiểu để xem rằng lấy bản này có ok hay không nhá. Về phần ngoại thất thì cái phần mặt ca lăng của nó nhìn cũng khá là hay với những cái chi tiết nổi khối được sơn màu đen bóng, đúng không ạ? Logo của Toyota và có trang bị camera 360 độ anh chị nhá. Đấy, có cam 360 cho một cái chiếc xe cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu Indo. Ở bên dưới này cái thanh cản trước của nó được là nhựa sơn màu bạc. Cái phần công nghệ đèn của chiếc xe này cũng khá là ok, cả pha và cốt và đèn gầm của nó đều là dạng LED. Đèn pha cốt của nó có tính năng auto tự động bật tắt nhá, và có thể là tự động điều chỉnh pha cốt luôn để tránh làm lóa cái người đi ngược chiều luôn. Đấy, tính năng đèn pha tự động thích ứng thông minh tự động điều chỉnh pha cốt. Ở bên dưới này nó là cái đèn gầm của nó cũng là dạng LED luôn, đèn sương mù ấy. Và đây nó là cái cảm biến ở phần đầu xe. Đấy, có cảm biến đúng không ạ? Có camera 360 độ. Chiếc xe này thì thực tế nếu mà những cái quà tặng và option như thế này về chúng ta cũng chỉ việc đi thôi. Đây là cái móc kéo nhá. Cái móc kéo ví dụ như xe mà có lầy gì đó thì cần một cái xe khác để kéo thì nó sẽ thông qua cái móc như vậy. Thế còn chút nữa thì cái chiếc xe này nó cũng chuẩn bị giao rồi thì cũng tháo cái móc kéo ấy ra anh chị ạ. Tiếp theo nữa là sang cái phần sườn xe này chúng ta quan tâm về cái mâm đúng không ạ? Mâm xe của nó thì kích thước là 18 inch được phay xước giữa màu đen bóng và màu bạc. Lốp sử dụng là Bridgestone, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Cả bốn bánh của nó đều là phanh đĩa hết anh chị nhá. Và có cả cảm biến áp suất lốp luôn. Lốp nào mà có vấn đề gì là cái cảm biến ấy nó sẽ báo lên cái hệ thống để chúng ta có thể nắm được và biết cái phương án để xử lý. Gương chiếu hậu đây, gương gập điện chỉnh điện có tích hợp sinh nhan trên gương và có tích hợp cả một cái mắt camera 360 độ nữa. Đấy, gương này gập điện và có cục gương tự động rồi. Ngoài ra nữa thì trên cái phần gương chiếu hậu này có tích hợp cả cái cảnh báo điểm mù. Ví dụ có cái xe nào mà nó vượt lên thì nó sẽ cảnh báo thông qua cái nút bộ cái cảm biến và nó sẽ cảnh báo trên cái gương để chúng ta có thể nắm được. Tay nắm cửa thì được sơn cùng màu thân xe đúng không ạ? Và có cảm biến mở cửa hoặc đóng cửa thông qua cái cảm biến này, chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi, chúng ta vuốt thông qua cái cảm biến này là được. Viền chân kính thì cũng đã được ốp mạ chrome rồi, nó tạo ra cái sự khỏe khoắn hơn cho cái phần sườn xe này. Chiếc xe này dung tích tiêu hao nhiên liệu của nó cũng được kết hợp có 5,95 lít thôi. Và ngoài đô thị của nó có 5,1 lít, máy 1.5 hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu này mình có thể nói là tốt bậc nhất ở cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi. Khi mà so sánh với Hyundai Cresta hay là so sánh với cả cái dòng xe Kia Seltos luôn. Anh chị ạ, Cross này mức tiêu hao nhiên liệu rất tốt.
Tiếp theo nữa chúng ta sẽ sang cái phần đuôi hậu phía sau này, phần đuôi sau này đèn mình cũng đang bật lên để chính chị chúng ta có thể nắm được, có một cái giải led đúng không ạ. Ngoài ra thì cái đèn xi nhan mình cũng đang bật để chúng ta biết được. Chiếc xe này thì có chữ Yaris Cross được ốp mạ chrome này, có về camera lùi này, logo của Toyota này, có cam lùi tích hợp với cả cảm biến lùi nhá. Xe này có cả cảm biến đằng trước và cả cảm biến đằng sau. Đây là cái ốp phía sau này, nhựa sơn màu bạc. Khoảng sáng gầm xe của Yaris Cross là 210 nhá, cũng rất là ok cho cái khoảng sáng, cho cái gầm của cái chiếc xe này khá là cao. Đây là cái cốp đằng sau đúng không ạ? Dung tích của cốp thì khoang hành lý này bên phía nhà máy công bố là 471 lít, cũng khá là rộng rãi thoải mái, có ngăn chia đồ để chúng ta có thể là chia đồ được. Đó là về cái phần đuôi sau. Thế còn tiếp theo chúng ta sẽ có để ý là có một cái anten dạng vây cá mập được sơn cùng màu với cả thân xe. Và chúng ta sẽ vào không gian nội thất bên trong của cái chiếc xe này. Toyota Yaris Cross máy thuần xăng phiên bản ăn khách bậc nhất luôn. Một chiếc xe cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu Indo. Doanh số của nó cũng rất ổn ở trong cái phân khúc này. Bên trong nội thất của nó sẽ là hoàn toàn là màu đen nhé. Ghế da rồi là táp lô mọi cái đều là màu đen. Điểm nhấn là những cái đường khâu mũi chỉ màu xanh. Ghế lái thì là điều chỉnh điện 8 hướng rồi. Đấy, ghế lái bọc da trơn anh chị ạ. Ghế lái điều chỉnh điện, ghế phụ thì là điều chỉnh cơ. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập 60-40. Thế còn tiếp theo là lên cái vô lăng của nó, vô lăng 3 chấu này. Trên vô lăng này thì tích hợp rất nhiều những tính năng trong gói Toyota Supersen. Ở đây có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đàm thoại dành tay, có cảnh báo lệch làn, có hỗ trợ giữ làn, có Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách với cả xe phía trước, tự động tăng giảm ga, giữ khoảng cách với cả xe phía trước. Rồi là có cả lẫy chuyển số khi mà chúng ta đi ở chế độ bán tự động, chúng khi mà chúng ta lên hoặc là xuống dốc đúng không ạ. Đây là cái lẫy để chúng ta có thể bật tắt đèn, có tính năng auto rồi. Đèn của nó là đèn pha cốt tự động thích ứng thông minh, tự động điều chỉnh pha cốt luôn. Ở đây là vị trí của cái chỗ cửa gió điều hòa người lái, ở bên trên này được bọc da đúng không ạ. Đây cửa gió điều hòa của vị trí người lái này. Ở bên dưới này là những cái ví dụ như là chúng ta có tắt bật hệ thống chống trơn trượt của xe, rồi là cảnh báo tiền va chạm. Chiếc xe này thì được trang bị là 6 túi khí. Option của nó thì không phải lăn tăn luôn. Màn hình giải trí kích thước khá là lớn, 10 inch. Đấy, có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto, nghe đài radio, nghe AUX. Tiếp theo nữa là chúng ta ở bên dưới này có vị trí của cái nút bật tắt của cái cảnh báo đúng không ạ? Cảnh báo nguy hiểm. Rồi là điều hòa của nó là điều hòa auto tự động nhé. Điều hòa của bên phía Toyota thì thường cũng rất là mát, mát và cũng tương đối là sâu. Nút đề nổ start stop ở đây. Chiếc xe này cũng có cả sạc không dây, quý vị các bạn nhé, có sạc không dây rồi. Đấy, máy xăng hay là máy hybrid của bên phía Toyota của cái dòng Yaris Cross này đều có sạc không dây. Cần đi số dạng thẳng đứng, có phanh tay điện tử, có auto hold. Ngoài ra nữa thì cái bệ tì tay của nó thì cũng đã được bọc da rồi. Ghế da, ghế bọc da rồi, bệ tì tay bọc da rồi. Tóm lại là option của chiếc xe này chúng ta không phải lăn tăn. Cảnh báo tiền va chạm, đèn pha tự động thích ứng thông minh, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, Adaptive Cruise Control. Đấy, đây là cái cầm nắm của cái táp ly cửa vị trí người lái đúng không ạ? Để chúng ta có thể đóng mở khóa cửa. Lên xuống kính thì auto tự động một chạm vị trí người lái rồi. Đấy, đóng mở khóa cửa rồi đóng mở cụp gương. Gương của nó là cụp gương auto tự động rồi, cụp gương chiếu hậu ấy là auto tự động rồi anh chị ạ. Yaris Cross này thì được trang bị là 6 loa nhé, 6 loa, 6 túi khí. Bệ tì tay cũng đã được bọc da rồi. Ở hàng ghế thứ hai đây, nhìn bên ngoài thì cũng khá là gọn gàng nhưng mà không gian ngồi bên trong thực sự là Toyota cũng rất là tối ưu. Hàng ghế thứ hai độ ngả lưng rồi là cái không gian của nó mình cũng thấy khá là ok. Đấy. Hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40. Có cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Đấy, đó là những cái mà mình cập nhật cơ bản nhất giới thiệu về cái phần giá ở phần đầu video dòng xe dành cho cái dòng Yaris Cross này, cũng như là giới thiệu nhanh qua option trang bị an toàn như vậy. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta muốn lấy một cái chiếc xe đầy đủ option bậc nhất ở trong phân khúc mà tầm tiền tầm giá đảm bảo tính cạnh tranh rất là tốt thì Yaris Cross là một cái sự lựa chọn cũng rất đáng để chúng ta lưu tâm. Anh chị cần tham khảo thêm hay cần bất cứ một cái thông tin gì đó cụ thể chi tiết hơn nữa, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.